vợ khôn khéo, chồng không từ chối. Sao nấu ăn kiểu gì đấy? Mà sao đồ buổi trưa không nấu lại? Đêm nay ăn kiểu gì? Dạo này anh không đưa tiền thì làm gì có tiền mà mua đồ ăn mới. Mỗi bữa cơm không nấu ra hồn, thối ra. Nấu kiểu này bảo sao không đưa được phạt. Anh không đưa tiền ấy, thì đừng có nói. Tôi nói cô nhé, từ mai tôi ăn luôn chỗ nào, tôi không cần cô nấu nữa. Tốt nhất là như vậy đấy. Nó ăn kiểu gì đấy? Sao đồ ăn buổi trưa này mà không nấu lại? Ăn kiểu gì được? Em xin lỗi chồng nhá. Để mai em đi vay tiền xong em về em ra chợ em mua mấy cái món ngon em nấu cho chồng ăn nhá. Sao đấy ngay? Hết tiền à? Mấy tháng này anh có đưa tiền cho em đâu. Mà em đi làm, số tiền em kiếm được ấy, em dùng để trả tiền thuê nhà với lại đóng học cho con. Em biết anh vất vả cho nên em không dám hỏi. Anh kiếm tiền trả nợ mua đất rồi. Thôi có gì để mai anh ứng tiền, anh đưa thêm cho em nhé. Ôi thế á, em cảm ơn anh nhé. Thế anh tặng bữa này đi.